lấy cây lên nè cả nhà. Đó, đây là đây là cái lưỡi câu quá nguy hiểm. Đây là rượu phải không? Trời ơi, đây là rượu. Ui, nó giận rồi, nó giận rồi, nó giận. Đây cả nhà thấy không? À, ông chú ổng đang lặn cạo vét ghe nè cả nhà. Con sò, sò quạt này ra để mình làm mồi cho cá ăn. Các nhà thấy không? Là cái con sò đẹp đó, sò quạt đó nha nhà. Bây giờ mình lấy ra một ít rồi mình câu cá ha. Chiều nay thì mình sẽ nấu cháo cái món này ha nha. Đây là cái con sò điệp, sò quạt chứ, đây là sò quạt. Đó, mình sẽ lấy như này, mình đi câu cá. Đây, mình đã chuẩn bị ống câu và bắt đầu sẽ ra một cái vuông thiền để mình câu cá nha cả nhà. Giờ chúng ta đi thôi. Nhà đi, gieo qua đi. À, cả nhà bây giờ xin sẽ cùng với hai thằng em của mình đó. Đi ra cái ghe để mà mình câu thử một số con cá gì đó để mình ăn với lại sẵn cho cả nhà xem cái trải nghiệm của mình trên cái chiếc du thuyền của ông chiếc du thuyền của ông vợ mình nha cả nhà. Giờ mình đi nha, có cá gì ngon không nha. Lấy cây lên, cái chân nó ướt á. Giờ mình sẽ đi bằng cái thúng này nha mọi người. Đó, đây là cái thúng thường thường người ta sẽ bơi ra ghe. Đây, mở dây ra đây. Rồi cả nhà thấy gì chưa, mấy đứa em của mình nó, mấy đứa ở đây nè, mấy đứa ở đảo nó biết bơi cả nhà. Chứ còn mấy đứa trong đất liền này kia thì ít biết bơi lắm. Nói chung là mấy đứa em của mình nó bơi dữ lắm cả nhà, bơi rất là giỏi nha. Giờ mình sẽ bơi ra cái ghe ngoài đó. Đó ghe đó. Rồi thì mình sẽ câu cá. Kéo cho nó ngồi vậy. Đang di lẹn đúng không? Cả nhà thấy nước ghê không? Rồi có mấy con hào. Đây là hào sữa nữa nha. Đó hào sữa à, nhà thấy không? Hào sữa. Đó, hào sữa đó. Hào sữa đó. Trong ghê không cả nhà thấy không? Hơi dơ thôi, chung dơ. Nước trong thiệt, trong là mình thấy cá hết trơn luôn, mà rác thì cũng hơi nhiều. Thì ra đây, giờ mình ra đây ra chiếc du thuyền đó nha. Đó, ra chiếc du thuyền đó. Mọi người ơi, bây giờ ra du thuyền nha. Đó, rồi. Anh bơi với tao. Đó, anh bơi giờ mình sẽ bắt đầu ra du thuyền để mình coi thử ngoài đó có cái gì nha cả nhà.
mình sẽ review cho cả nhà xem chiếc du thuyền ở đây nó như thế nào nha mọi người. Ở đây cảm nước rồi, nước nó trong. Có nhiều bạn sẽ không biết bơi đâu. Nếu bạn nào mà biết bơi thì nhớ ra đảo kêu người dân á, nói người dân tập mình bơi cho vui cái nhà. Nói chung ra đảo mình đi du lịch á thì mình sẽ phải bơi như thế này nè, nó mới chúng mới chắc đi du lịch an toàn. Thì là dân đảo rồi nên mấy cái này mình rành lắm. Ghê tốt rồi. Đó là nhà mình chỉ to đó. Ủa sao hay chứ giống nhà. Cả nhà xin vừa mới đặt chân lên cái chiếc du thuyền của ông Dượng của mình đó. Thì bây giờ là anh em mình sẽ ở đây 1 đến 2 tiếng để mình câu thử coi có cá gì không, để cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mấy em mình nó đang đi kiếm mấy cái ống câu để mình câu thử mình coi ở đây có cá gì không nha. Này cả nhà, cái cần này là cái cần này, dây câu rất là nhiều ngay. Cái này người ta gọi là câu cá chỉ, cá ngăn cá chích vậy đó. Ai mà dân biển thì sẽ biết mình đang nói về cái cần này. Chút nữa mình sẽ câu thử cần này ha. Ở cả nhà thấy mát mẻ kìa, mát rồi. Ra đây mà mình mở mình nói mở máy lạnh vậy. Ý mình nói là ra đây á là mình lấy cái võng mình cột vào này ngủ mát lắm cả nhà. Rồi ở ngoài biển gió mát lắm, ngoài này ngủ mát lắm cả nhà không, quá vậy gió à. Mọi người, đây là cái cabin ha, đây là cái cabin của thuyền trưởng lái trên này. Còn đây là cái khung ở, nói chung là tất cả mọi thứ ăn uống đầy đều ở đây hết nha cả nhà. Ai mà không quen sống biển này kia xuống đây thử cái mùi dầu ối lắm, say sống chết luôn cả nhà. Thấy không, đây đầy đủ đồ dùng cá nhân ăn uống này kia nhiều lắm cả nhà, rất là đầy đủ mọi thứ. Này cả nhà, đó. Đây là cái lưỡi câu, đây là cái lưỡi câu cá cá mú mà loại 5 kg 6 kg cả nhà, 10 kg cũng là được. Cái đó mình câu cá thu á. Này câu cá thu nè, đó. Lưỡi đi câu mà bé. Đây là cước, để mà loại cước này là dùng để kéo mấy con cá mà tầm cỡ gần 10 kg cả nhà, trên 10 kg cũng lên được. Có cá mập là lông nổi đi. Cá mập lên nổi xinh. Nổi luôn hả? Lên nổi luôn. Đó, cước này là của ông Dượng mình đang làm. Đó, nói chung là mấy ông anh mình đang cái này kéo cá mập được luôn á. Ghe thì đang nghỉ ngơi hả cả nhà. Nói chung là ghe đang nghỉ ngơi rồi nghỉ ngơi vài ngày á để mình bắt đầu cho một cuộc hành trình sắp tới để đi ra biển cả nhà. Đó, cả nhà thấy cước ghe không? Đó. Đây là cái hầm máy. Đây là hầm máy hả? Đó, hầm máy nè mọi người. Đây là cái hầm máy nha. Ai biết máy gì thì cái này là máy 6 hả? Ai biết cái loại máy này máy gì thì nhớ comment bên dưới cho xin nha. Đó, có gì thì sẵn tiện tư vấn thêm cho ông Dượng mình nên thay cái loại máy nào cho nó tốt hả cả nhà. Đó, quá trời luôn. Tất cả mọi thứ đều ok hết cả nhà. Nói chung mỗi lần nổ lên cái đau đầu lắm. Mỗi lần mà ngủ á, ngủ cái nằm đây ngủ rồi trời ơi. Còn đây là nồi cơm ăn còn dư. Cơm này lên móc luôn. Cơm này là chắc đi biển á cả nhà. Ông cậu ông chú mình chắc ổng mới đi biển vô á. Cái đó là cơm nó. Ở ngoài kia mình có một người giữ ghe các bạn.
ở đây. Thường thường mấy cái ghe này thì sẽ có người dưới ghe đàng hoàng không mọi người. Nói chung là ban đêm nhiều khi gió máy này kia mình không biết trước được á. Ở đây là hôm nay có mấy ăn trời bánh ngon ở nhà. Nói chung là đi ghe là mấy ông anh mình bốc nhiều lắm đó. Mấy ông anh trên ghe này nè, họ bốc nhiều lắm, bốc nhiều đồ ăn đồ uống. Như lại đây là cá, đó là con cua anh Xuân. Cá nè, cá này là cá khô đó. Cua có người ghe 2-3 kg mới để ở chỗ anh Xuân. Rồi đây là rượu vậy nhà ơi, quá quý hiếm. Đây là rượu phải không? Dạ. Trời ơi, đây là rượu cua nha mọi người. Trời ơi, anh em nào biết cái loại này nhớ cho mình một cái comment nha. Đây là cua, quá dữ. Mấy ông cộng chú mình chơi toàn là đồ độc mà. Còn đây là thuốc đau bông tử này kia đó cả nhà. Còn đây là một lố câu lông đó. Đây là bó câu lông, một bó vậy chắc gần 100 lưỡi quá đúng không? Bó này gần 100 lưỡi. Nhiều khi ra biển cả nhà, ra biển rồi mình bị đứt lưỡi này kia mình lấy. Còn cái này là cả nhà biết là gì không? Chắc anh thì sẽ biết cái này là gì ha. Đó, bỏ vô vậy nè, bỏ vô tay vậy nè để mà kéo. Nhiều khi người ta kéo câu á nhà, kéo câu á, câu xí đây nè, lâu ngày sẽ chai tay. Bây giờ ta thiết kế ra mấy cái loại này nè, nó bánh trái. Rồi đây là bọc câu để chuẩn bị khi mà đứt lưỡi đó. Quá trời luôn, nhìn thấy cảnh đẹp không đó. Nhiều lắm mọi người. Hai thằng em của mình nó đang chuẩn bị câu, chuẩn bị câu cá. Mình thử mưa dầu khí mình muốn mưa luôn ngôi nhà. Tại vì mình ở bờ quen rồi, giờ ra biển á. Đó cả nhà, đây là tất cả mọi thứ đều ở ngoài ghe nha. Trời ơi, trường mát quá trời luôn. Đây là mình, đây là cái thùng B, đây là cái thùng nước, thùng đá mà thùng này là thùng Thái của Thái Lan sản xuất. Nghe nói chữ đá cũng lâu rồi. Đá nhiều quá vậy. Xong chưa? Cao quá trời luôn hả? Xong chưa? Tụng cầu hả? Lấy chì nè. Lấy chì này cầu nè. Đây là chì khoảng chừng 1 kg mấy. Tên ký không tới đâu. Tới bữa căng rồi. Đây. Em lấy chì 1 kg mà. Qua Mã Lai mà, qua Mã Lai là phải lấy chì 1 kg. Cho chì mau hả? Ừ. Câu cá mập chút nữa mình câu cá anh bỏ đây luôn đi mọi người. Bỏ đây luôn nè, cho cá nó bơi lội ha. Đổ nước vô đi Tài. Tài muốn mặn được không? Lấy dao cắt đi, lấy dao cắt chưa? Có dao không? Em cắt luôn rồi, mẹ. Có dao mà. Mà lấy hết cho luôn rồi. Có lượng hết câu. Lấy hết cho luôn đi. Nó dính một con cá nè mọi người. Trời ơi. Không, dính một con cá nè. À, ngoài này thì con này nhỏ quá bỏ không? Không, cái đó là vừa đó. Chiên xù ăn ngon lắm á. Sao mày không ăn? Cái đó hả? Nếu không tụi mình chiên xù. Ở đây, cái cầu cũng có mũi quá. Ở đây, bữa em câu được cái mũi gần 2 kg luôn anh Xuân. Cá ép bự lắm mọi người, mình sẽ câu cá ép cho mọi người xem nha. Nó bị lớn này nè, nhưng mà nó ăn được. Nó tự cá bóp đó, nhưng mà thịt nó như không có ngon mà cá bóp hay sao. Cái đó là ta xin bỏ ở nước ngoài luôn á Xuân. Tại bỏ hết cho anh đi. Dính đâu? Không. Còn bỏ con rồi đó anh đi đâu mọi người. Kéo lên đi, thả dây ra đi. Lần đầu tiên nó mới bích câu rồi cả nhà. Nó câu thấy quả rồi chứ. Ừ,
xảy rồi. Dưới đồng, dưới đồng, dưới cá không? Em kéo lên đây. Nhìn cá bự rồi, cá bự rồi. Cá bự cả nhà. Không nhìn cá bự rồi. Thả xuống lại. Dính đồng vậy à? Trời ơi. Nó kéo quá dữ ở nhà, không biết dính không? Dính rồi đó. Trời. Tức là đây. Nó phải dành nó tự lôi luôn á anh Sơn. Dạ. Là gì? Được còn được hai con đó nha. Cá này chưa bự mấy đâu, còn nhỏ thôi. Hồi bữa em câu cái bự bự không luôn, em bơi bè lắm xin. Không dính nữa. À, cả nhà bây giờ mình móc bò vô ha. Đầu mình sẽ đi câu con cá ép. Cả nhà đi theo mình nha. Em anh không? Nghe thấy không? Cái bự trời lúc. Trời ơi, đứt dây cả nhà ơi. Đứt dây luôn rồi nè. Trời ơi trời. Cá bự quá. Anh xin đứt dây luôn kìa. Oh my god. Cả nhà ơi, hồi nãy là mình câu cái dây nó nhỏ quá, con cá ép á nó bự quá bự đi cả nhà. Tại vì thật sự cả nhà là mình đã từng câu cá ép rồi, nhưng mà loại nhỏ thôi. Nhưng đây là cái con loại bự chắc ghe của ông Dượng mình lâu lắm rồi. Chưa có làm ghe cũng như là chưa có cạo ba cái này kia nên rong nó nhiều lắm. Nó lại theo ghe cho cũng mấy năm rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái cước này để mình đưa nó lên cả nhà cho cả nhà soi. Cả nhà bây giờ mình đã chuẩn bị xong câu rồi nè. Mà mình đã làm xong cái một cái lưỡi câu rất là chắc chắn, với lại cước này rất là cứng nha. Mình đoán cước này chắc đưa lên con tầm 3 kg tới 5 kg. Mình đoán vậy thôi. Bây giờ mình đưa con này lên thử cả nhà, nó bự lắm. Quá trời cá khủng. Đó. Mình để xuống đây nè, câu cá ép. Bự lắm rồi cả nhà. À, nãy giờ câu cũng hơi lâu cả nhà ơi. Cái con cá mà mình nói đó với cả nhà đó là con cá ép á, nó khó lên quá cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ nấu mì và để cố gắng chờ đợi nó nữa. Đây. Chúng ta mới nấu cục thôi. Mình nấu nước rồi cả nhà. Đó, mở ga xong. Nấu nước nấu nước táo nữa xin. Ba cái này. Cái ly. Cà phê phải không? Nè. Đó. Đây là cái con cá bóng kèo nha cả nhà. Đây là cá bóng kèo nước biển, nước mặn á mọi người. Cá này thì cái cỡ của nó có nhiêu đây à. Đó. Có chứ, có nhiều loại. Đây là cá bóng kèo đó cả nhà. Còn đây là mấy con cá mà đây là người ta gọi là cá này gọi là cá học trò nha mọi người. Đây là cá học trò, tên gọi của nó là vậy tại ở đây nhiều người dân ở đảo Tân hay đặt tên nó là vậy đó. Nó cá này thì chung thịt nó cũng ngon. Một chút nữa mình sẽ hơi rong miếng thôi các bạn. Chút nữa thì mình sẽ bỏ vài con vô ăn mì luôn ha. Sợ bể cá quá. Không xin ơi, đừng bỏ vô. Ăn cái gì à? Ba với mì nè cả nhà. Ba với mì này mình ăn được. Bỏ gì vô vô. Anh lấy giùm em cái đường ơi. Đường ở đâu? Cái đường không? Bỏ đường bỏ vô. Bây giờ pha cà phê mình uống cả nhà để cho tinh tỉnh người đầu kia mình câu tiếp. Giờ trời nắng quá. Giờ kéo mồi nãy giờ nó nhát quá mọi người, nó không ăn sao cả nhà. Nãy giờ nó dính sao có đau quá sao nó không ăn mọi người. Mình gái mình chờ chút nữa. Nãy nó táo của em luôn. Mày không kêu xin kéo lên giùm mày. Nó táo rồi anh xin kéo lên giùm rồi mà nó táo đứt lắm. Mày luôn. Sao bỏ vô. Bỏ nước sôi vô rồi đầu kênh pha luôn. Bây giờ cả nhà ơi, mình mời cả nhà cùng thưởng thức ly cà phê phố nha. Đó, chung là có cà phê dùng cà phê đó thôi. À, giờ mình uống miếng cà phê cho tỉnh người cái. Với lại đầu cái mình ăn một gói mì nha. Mời cả nhà nha. À trời ơi. Còn gì bằng nữa mọi người. Ăn thôi cả nhà ơi, giờ mình mời cả nhà thưởng thức cho mình cái tô mì này nha. Đói bụng quá.
dớ nè. Làm một gói đủ rồi. Ôi tao tao giận cầm cầm bánh tay cầm quay tay trời trời ơi lo mày lắm rồi cái tay để thôi cho bự không? Đưa rồi mực nó ăn cá hả anh Sinh? Mực nó ăn cá, bỏ đây em mua mọi người. Quá trời mực nó ăn cả nhà ơi. Con này quá trời béo rồi. Trời ơi anh Sinh ơi. Con này đã nó ăn cá. Ôi trời anh Sinh ơi. Nó làm đáng thui luôn rồi. Đụng vô nữa thì không đụng vô. Em thử cá nha. Cả nhà thấy không? Quá trời bự luôn mọi người. Nói chung là đây là loại còn nhỏ thôi, nhưng mà cố tình mình câu cá chứ con mực. Vớ vẩn mọi người ơi. Cửa ra chưa? Cửa xe. Cửa cửa đi. Rồi lại. Anh rửa đi anh Tinh. Trời ơi. Con này nhỏ rồi, không phải bự hơn á. Bự hơn là hiếm nữa. Con nước cứu mà đẩy con này đi với con kia đi anh Sinh ơi. Đẩy mấy ăn cá này đi đi. Đây mà câu được thì không đỡ. Thì dưới ăn cá mình câu anh Sinh mình lấy lấy mình kẹp mình cột con cá rồi xong mình ấy xuống biển nó ăn phải không? Đây cả nhà thấy không? À, ông chú ổng đang lặn cạo quét nghe nè cả nhà. Họ đang làm vụ cạo ba cái rong rêu bám lâu ngày của ghe cả nhà. Nhìn giống như người cá. Để. Bự không? Nó lên không? Nó lên tới không? Đó, em kể gì nó lên theo đó. Nó lên chưa? Thank you.
thấy tao lấy hết trơn à. Đây đi. Thôi bây giờ mình xin ngưng tại đây nha cả nhà. Với lại nói chung là mình đã gán câu lên một số con cá hay là gì đó để lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Ai về cá thì nó nhỏ quá, với lại không được là bao nhiêu. Thôi thì mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Rồi sẽ có một cái video lần sau đi ha. Rồi mình sẽ cố gắng làm sao câu con cá thật là ngon hấp dẫn để tặng cả nhà nha. Bây giờ mình đi vô cả nhà. Nhà nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha, để mình có động lực để tiếp tục ra những cái video sắp tới nữa. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Mình đi vô thôi nhà ơi, đi vô nha, nắng quá. Rồi, đánh vô, dây. Yeah.